Quý vị và các bạn đang được thưởng thức chất âm và ngắm nhìn cặp loa khủng long nổi tiếng đến từ USA với cặp loa JBL Marantz SR4735A Series 2. Được trang bị với cấu hình thùng cao to lớn cũng như bát siêu trầm 40 từ 22 côn 100 và trung âm 20 và jack can. Đây là những model 3 way nổi tiếng của hãng JBL, sở hữu cấu hình của các tuyến loa được trang bị những cấu hình lớn và nổi tiếng nhất hãng. Với công suất mạnh mẽ lên tới 1.200W và đoạn nhạc quen thuộc vừa rồi, chúng ta có thể thấy được đẳng cấp và sự thể hiện chất âm vượt trội của dòng loa này. Phong cách chơi đa thể loại nhạc, từ nhạc bolero hay nhạc trữ tình, hay nhạc sàn hay nhạc remix, nó thể hiện rất là xuất sắc, khá là chi tiết về các thể loại nhạc tiết tấu chậm rãi như bolero hay trữ tình. Và với những thể loại nhạc với tiết tấu nhanh và mạnh thì đây là một trong những model loa được mệnh danh là loa của vũ trường, hay nói cách khác, nó là một trong những cái vũ trường di động được thu nhỏ chiếc máy quay. Xin mời anh em cùng mang tai phone và chúng ta cùng thưởng thức tiếp theo một vài giai điệu nhạc quen thuộc mà tôi hay thường test trên kênh. Ai có tai phone xin mời quý vị mang tai phone lại và chúng ta thưởng thức sự thể hiện chi tiết đến từng nốt nhạc cũng như giải trầm xuống rất sâu và vô cùng mạnh mẽ trên cặp JBL 4735A Series 2 đến từ USA. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định còn rất là nhiều những tuyệt phẩm loa mà tôi sẽ cập nhật liên tục cho anh em cùng tham khảo. Đến từng tiếng gõ của nhạc cụ, những tiếng xóc xách nhỏ nhất trên cặp JBL khủng long nặng tới một tạ chiếc máy quay, tới gần một tạ với cả bộ chân bánh xe. Xin mời quý vị cùng ngắm nhìn chi tiết cho cấu hình của cặp loa còn mới và đẹp xuất sắc. Chiếc máy quay chúng ta đang được ngắm nhìn cấu hình của cặp loa JBL model SR4735A Series 2 đến từ USA, còn đang mới và đẹp long lanh. Chúng ta quan sát được cự ly cận cảnh cho cặp loa, thể hiện chất âm 2:1 cho vừa nghe nhạc lẫn karaoke. Với chiều cao của phần thùng gỗ bạch dương và được bọc một lớp nỉ nhung rất là đẹp, chống trầy xước và nó có độ bền hàng trăm năm, cao từ 1m, ngang 63.5 và sâu 46. Sở hữu công suất ở ngưỡng trung bình cho cả đôi lên tới 1.200W và trở kháng xuống tới 4 ohm cho giải trầm xuống rất sâu, độ nhạy cao tới 131 dB tối đa trên cặp JBL SR4735A Series 2. Đẹp xuất sắc, chúng ta có thể quan sát được cự ly cận cảnh. Quý vị thấy phê không ạ? Những cặp loa này thì tôi lưu ý rằng khi mà karaoke hay là nghe nhạc ở những không gian phòng khách lớn thì quý vị sẽ không tốn kém tiền đầu tư súp và trầm làm gì. 50, 100, vài trăm mét vuông, không bao giờ biết tới khái niệm súp và trầm là gì, bởi vì tiếng bass của nó xuống rất là sâu và vô cùng mạnh mẽ. Với thiết kế trên cặp loa này thì chúng ta thấy được rằng nó được trang bị 3 loa, còn gọi là những model 3 way rồi.
N gồm một quả bát siêu trầm đường kính 40 cm, gân nụa tẩm dầu từ 22 côn 100, quê nguyên một quả bát súp này nặng nề kệ. Đó, ở đây tôi đang để một chiếc có ấy căng, đó một chiếc ấy căng tôi đang dựng bên, đó, chúng ta cùng ngắm nhìn cho cả đôi. Một bát 40 từ 22 côn 100, gân vải lụa tẩm dầu, đường kính của cái ống hơi thoát về mặt trước này nó lớn tới phi 100, đó trên 100 luôn ạ. Bởi vậy tiếng trầm của nó sẽ đánh rất là mạnh dội về phía trước. Một quả trung âm với đường kính miệng của nó là 22 cm, to hơn quả bát của bốt. Đây là quả trung xương đúc nổi tiếng đắt đỏ của JB, mang lại cho lời hát vô cùng ngọt ngào khi mà thưởng thức nghe nhạc cũng như là karaoke. Lời hát thì anh em thấy rằng những model này thì nó bỏ xa bốt hàng dặm luôn rồi. Không riêng gì to lớn gấp mấy lần và cái tiếng của nó rất là mềm, hát rất là bay tiếng. Đó. Phần trên cùng là một quả check can với họng của nó tới 40. Quả check nó thể hiện những tiếng xóc xách nghe rất là phê hai cái nội tạng. Bảng phân tần của cặp loa này thì xin thưa với quý vị rằng nó to gấp rưỡi quyển một tờ giấy của học sinh. Đó. Sau của nó còn có chế độ bật theo chế độ đánh. Đây tôi đang đậy tạm ê căng. Ê căng này rất là đẹp. Đẳng cấp chưa? Đó, đậy ê căng thì chúng ta vẫn nhìn thấy phần nội thất phía bên trong của loa. Những model này có thể chơi ở những không gian phòng khách thập cẩm 50, 100, 200 m2 hay các quán bar, sự kiện hay karaoke chuyên nghiệp. Hay thậm chí là anh em làm sự kiện ngoài trời thì những cấu hình như thế này thì nó là đỉnh của chóp luôn rồi. Chúng ta ngắm nhìn tiếp theo. Cặp loa của nó còn rất là mới. Đẹp long lanh. Hai bên hông logo JBN này, tay cầm này, Series SR này. Phê không ạ? Cặp loa này nó có trọng lượng nặng tới 85 kg, 85-90 kg thì nó cả chân, rất là nặng. Logo này đẹp mướt luôn. Ở đây thì tôi đang cắm một jack Newtrick này. Nó trang bị một jack Newtrick này, một jack 6.5 cổng in và một jack 6.5 cho cổng đánh full runger. Chơi tách giả hay gọi là chơi tách cầu. Ở trên này của nó có một cái volume chỉnh. Anh em có thể chỉnh 3 chế độ. Và sang các chế độ chơi riêng biệt, đánh bia hay là full runger. JBN của nó là đầu số SR4700 series và model SR4735A series 2. Đánh trở kháng của giải trầm xuống 4 ôm. Công suất một loa trung bình nó ở ngưỡng 600W và cho cả đôi trung bình ở ngưỡng 1200. Công suất max thì những cặp loa này thì khỏi bàn rồi, vài nghìn watt rồi, đánh cho nhiều nhà hàng xóm phải rung. Quý vị thấy chân bánh xe ngắp vào đó, loa rất là lạ, đẹp xuất sắc. Đẹp hay không thì quý vị đừng nghe tôi nói mà chúng ta cứ nhìn cận cảnh đi. Dù rằng quý vị không tới trực tiếp ở đây nhưng mà nhìn qua điện thoại, khi mà tôi di chuyển cái máy điện thoại thế này thì chúng ta nhìn cận cảnh. Hay lắm quý vị, mở nhỏ xíu rồi bát của anh vẫn nguyên mình, trầm sâu mềm trung ở trang chi tiết, tiếng gõ lóc cóc nghe kèm thể hiện rất là tuyệt vời, xứng đáng tới từng tiền bạc gạo. Phần phối ghép thì chúng ta lướt qua một chút. Ở đây thì trong đoạn clip này tôi đang phối ghép cùng với con đẩy siêu khủng Phonix nổi tiếng, nó nặng vào khoảng tầm 35-40 kg gì đó, chạy 64 đèn công suất. Đó. Con này tôi đã giới thiệu ở những cái đoạn clip trước rồi. XP3000 à, logo của nó có điện luôn này, chữ Folix luôn này, rất là đẹp. Hai volume hai bên. Những con đã đẩy này thì anh em thấy rằng tiếng của nó thì nó rất là hay, cho nghe nhạc và karaoke thì đương nhiên là hay hơn nhiều nữa rồi. Và cái size của nó này đó, nó dày, nó rất là cao, nó cao gấp rưỡi những con đẩy thông thường, nặng khoảng 30-40 kg, 64 đèn công suất thì quý vị đếm sò mỏi mồm luôn. Không như của thằng tàu cựa mà quý vị mua bãi tàu cựa mà 64 đèn thì đã chết tiền rồi. Những con đẩy xịn như Folix XP3000 này thì nó nổi tiếng như còn luôn rồi, khỏi cần giới thiệu. Đảm nhiệm cho cặp JB này, tiếng của nó chứng trầm xuống rất là sâu, chét đánh tơi nhuyễn. Con vang DK Pro 690 đó, con vang số và cơ. Đây là phần điều chỉnh PC máy tính này, điều chỉnh phần mềm máy tính chuyên nghiệp này đó. Và điều chỉnh tay nó toàn bộ được tích hợp luôn cả phía bên này, có tới 7 cần chỉnh cho lời nhà, cho tiếng nhạc, có 7 cần chỉnh cho lời mic, echo riêng biệt từng kênh này, pivot đến đây này. Đó.
Con vang này tiếng của nó rất là hay, tích hợp đầy đủ từ giải mã, cổng quang tới Bluetooth cho tới AUX, các tính năng ăn chơi hiện đại nhất thì được trang bị hết trên con DK690 phần đất này. Rất đẹp. Đó. Chạy chip 32 bit DSP của Mỹ. Đây là con quản lý nguồn và lọc nguồn, vừa quản lý cho hệ thống điện an toàn tuyệt đối, đóng tắt mở nè, rồi nó có luôn cả chế độ lọc điện luôn. Trên cái quản lý này rất là hay, rất là hữu ích. Và bộ mic Beyer 780 nổi tiếng này. Đây là bộ mic thông minh. Anh em thấy đỉnh không ạ? Cấu hình này thì hết bàn luôn rồi. Đó, nguyên setup dàn như thế này thì anh em chơi phòng nào cũng phê. Không nói gì, phòng 50 hay 100 hay là 200m. Đó, phòng chơi cho những cái bar, cà phê hay là các cái vũ trường. Anh em đầu tư những cái cặp này nó đánh cho phê nòi luôn ạ. Chẳng phải chơi bốt biếc làm gì, hay là mấy cái đời từ leo từ niếc làm gì cho nó đắt nòi mà. Từ leo để tiếng còn nó đánh với bằng nửa cặp này mà bán đắt như thuốc trên thị trường. Cứ từ khủng này mà chơi. Anh em thấy rằng bát của nó là bát 22-26H rồi, 4 ôm rồi, đánh phê. Từ leo thì còn là cách xa thì hàng dặm không so được tiếng trầm. Chung và check nó phân tách 3 giải, anh em thấy rằng nó rất là phê. Như vậy chúng ta đã thấy rõ được cấu hình mà tôi đang review. Quý vị và anh em quan tâm đăng ký kênh theo dõi, và tôi sẽ luôn cập nhật tiếp theo rất là nhiều những sản phẩm audio cao cấp trên kênh của Toàn Nam Định, và chúng ta sẽ thấy được nó thể hiện xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo khi có cơ hội sở hữu những cấu hình này. Lướt một vòng quay đây thì từ những cái cặp loa đẹp như là AR98RS rất đẹp này, hay cặp loa JBL, cái đây là cặp thứ hai 4735X trên F, đây là series hết số của hãng. Không có 4735X trên F thì nó to hơn dùng của 4735A. Anh em quan sát này, và nó chạy chung càng chắc càng 4735A thì chung giấy 22 chắc càng là mới mướt màu luôn. Nè, về từng đốt nhà rất là nhiều những siêu phẩm loại. Chất âm 2 trong 1 thì đây nó là những cặp loa đứng đầu trên thị trường về chất âm rồi, không bàn cãi.